Các bạn thân mến, ngày hôm nay quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần video clip này. Lại là một buổi tối có vẻ như là Hà Nội đã nóng lên rất là nhiều rồi. Và dạo này đi học thì mồ hôi mướt mải. Đây là tuần đầu tiên mà chúng mình cùng trở lại trường sau một khoảng thời gian nghỉ rất là dài, phải không ạ? Chưa bao giờ mà chúng ta lại thấy có một cái đợt nghỉ nào mà lại dài đến như vậy. Gặp lại bạn bè, các em có bỡ ngỡ nhiều không? Có thấy là người bạn cùng bàn của mình béo lên được vài cân rồi không? Hay là lo sợ là bởi vì là ô, sao kỳ nghỉ lễ xong mà nó vẫn học siêu thế nhở? Biết bao nhiêu những suy nghĩ ngổn ngang. Nhưng mà những suy nghĩ ngổn ngang đó cũng không thể nào ngăn được mùa hè đang về. Một mùa hạ nữa lại về. Và mùa hạ đối với học sinh, đặc biệt là các bạn 2K2 năm nay, thì đó là một mùa hạ có lẽ là sẽ khó quên nhất ở trong cuộc đời. Một mùa hạ với rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ. Một mùa hạ cuối cùng bên những người bạn đã học chung 3 năm học, bên thầy cô. Biết bao nhiêu là những kỷ niệm thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận một điều rằng là chúng ta sẽ phải chia tay trường lớp để sẵn sàng cho một hành trình mới của chúng ta, đúng không nào? Và ngày hôm nay bắt đầu cùng với các bạn ở trong phần video clip này, trong một chuyên mục đã quen hơn với các bạn chưa? Đó là chuyên mục Mỗi Ngày Một Bài Văn Hay. Hãy cùng với chị đi vào từng trang viết của các bạn 2K2 bằng tuổi các bạn luôn đấy, để xem là với từng tác phẩm thì các bạn ấy suy nghĩ điều gì. Các em nhá, chúng mình đã bắt đầu buổi tối ngày hôm nay bằng một cái câu chuyện mùa hạ mà chị vừa chia sẻ với các bạn rồi, đúng không? Còn bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu với cái bài văn hay mà chị muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay nha. À, sợ lắm à? Có gì đâu nhở? Có gì đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái bài văn mẫu tiếp theo, được không? Các bạn thân mến, đã 11 năm rồi thì bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chưa được trở lại ở trong đề thi đại học. Mọi người đều nói rằng là em ước gì năm nay vào Sóng chị ạ, bởi vì em cảm thấy yêu thích bài thơ này lắm. Bởi vì thực sự em đã cảm nhận được những rung động, những cảm xúc thật trùng hợp với cả trái tim của mình nữa. Thế nên em hy vọng là có thể vào bài thơ này. Ngày hôm nay, chị sẽ chia sẻ với các bạn về một bài văn mẫu, về một bài viết cực kỳ là hay của một bạn học sinh ở trong lớp online của chị. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau nghe bài văn này trước nhá. Sau đó thì có chuyện gì chúng mình sẽ trò chuyện với nhau sau, được không nào? Rồi, đề bài của chúng mình như sau ạ. Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hai khổ thơ sau. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu sóng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ. Chúng ta sẽ cùng phân tích đoạn thơ này nha. Ok không nào? Bài viết như sau ạ. Các bạn đã sẵn sàng để nghe chưa? À, nếu mà hỏi chị là chị có thích bài Sóng không ấy, thì chị không biết là các bạn thì như thế nào. Nhưng mà đối với bản thân của chị thì đây là một bài thơ để lại cho chị rất nhiều ấn tượng. Thường thì chúng ta sẽ yêu thích một cái gì đó với những cái ấn tượng đầu tiên. Và chị cũng như vậy. Chị yêu thích bài thơ Sóng và vô cùng ấn tượng về bài thơ này. Không phải là vì chị yêu thích thế nên là chị có một cái sự thiên vị đâu. Các bạn yên tâm đi, chị vẫn sẽ lựa chọn những cái bài văn mẫu thuộc các tác phẩm khác nhau để có thể đọc cho các em nghe vào những cái khoảng thời gian buổi tối như thế này nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Bài văn mẫu của chúng ta như sau ạ. Chúng ta sẽ cùng nghe với chị nhá.
Ok, chúng ta sẽ cùng nghe với chị nào. Trong bài thơ Và Anh Tồn Tại, Lưu Quang Vũ đã viết: khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài, chỉ một người ở lại với anh thôi. Lúc anh vắng, người ấy thường thức đợi. Khi anh khổ, chỉ riêng người ấy tới. Những vần thơ chan chứa tình yêu, lòng biết ơn khiến bao nhiêu con tim độc giả tan chảy ấy, gợi ta nhớ đến một nữ sĩ tài hoa, một nốt nhạc tươi xanh của thế hệ các nhà văn, nhà thơ thời kháng chiến chống Mỹ, đó là Xuân Quỳnh. Tên tuổi của chị gắn liền với những thi phẩm tuyệt tác đi cùng năm tháng như Hoa Dọc Chiến Hào, Gió Lào Cát Trắng, Tự Hát. Lời thơ của Xuân Quỳnh nảy sinh từ chính cuộc sống đời thường, và thơ của chị luôn phảng phất nỗi niềm của người phụ nữ trước những hạnh phúc đời thường ấy. Sóng là một bài thơ như thế. Bài thơ này chinh phục người đọc bởi những cảm xúc suy tư đầy nữ tính của người con gái khi yêu. Tìm hiểu tác phẩm, ta không khỏi ấn tượng trước những nỗi niềm âu lo, trăn trở về một tình yêu vững bền cùng năm tháng, và khát vọng được hy sinh, được dâng hiến để vĩnh cửu hóa tình yêu của chính mình, thể hiện trong hai khổ thơ cuối. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia sâu sổng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Nhắc đến Xuân Quỳnh là nhắc đến một nhà thơ tiêu biểu của thơ ca Việt Nam hiện đại, một người phụ nữ sinh ra để yêu và làm thơ. Ôi trời xanh, xin trả cho vô tận, trời không xanh trong đáy mắt em xanh, và trong em không thể còn anh, nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Đối với Xuân Quỳnh, còn sống là còn cầm bút làm thơ. Ngòi bút của nữ thi sinh thăng hoa ở hai mảng đề tài chính là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Những thi phẩm của chị luôn lôi cuốn hấp dẫn người đọc bởi một hồn thơ nhẹ nhàng, đôn hậu, gần gũi, giàu cảm xúc. Sóng là một trong những tác phẩm thành công nhất, tiêu biểu nhất cho hồn thơ của Xuân Quỳnh. Trong một chuyến đi công tác ở vùng biển Diêm Điền, Thái Bình vào năm 1967, sóng biển vô hồi khuấy động tâm hồn thi sĩ, chị đặt bút viết thành công bài thơ Sóng. Hình tượng sóng tượng trưng cho nỗi lòng của em mang khát vọng xô đến bờ anh, là tượng trưng cho nỗi lòng của người con gái trong tình yêu mà nói như giáo sư Trần Đăng Xuyền. Đó là cuộc hành trình khởi đầu cho sự từ bỏ cái chật chội nhỏ hẹp để tìm đến một tình yêu bao la, rộng lớn. Tiếp tục những cảm xúc suy tư, tính cách của người con gái khi yêu ở khổ bảy. Ở bảy khổ thơ trên là những vần thơ chất chứa những niềm âu lo trăn trở của thi sĩ về một tình yêu vĩnh hằng. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Cấu trúc tuy vẫn, dẫu vẫn, tạo nên sự đối lập rõ nét ở cả trục không gian và trục thời gian của lời thơ. Cuộc đời này tuy dài nhưng rồi năm tháng cũng sẽ trôi qua. Biển kia tưởng chừng như là vô hạn đấy, nhưng mây vẫn sẽ bay đến nơi tận cùng ấy mà thôi. Bốn câu thơ cho thấy sự nhận thức về sự hữu hạn của đời người. Dòng thời gian của đời người chỉ có chừng ấy, khoảng 6-70 năm, hoặc nhiều lắm cũng chỉ là hơn 100 năm. Với nhiều người thì con số ấy thật lớn, nhưng nếu đặt kiếp người này so với thời gian vô chung vô thủy của vũ trụ rộng lớn, thì thực chỉ là một khoảnh khắc, một khoảng thời gian hữu hạn. Không phải chỉ mỗi Xuân Quỳnh ý thức được sự hữu hạn đó. Ta đã từng bắt gặp những câu thơ như thế trong thi phẩm Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu. Xuân đang tới nghĩa là xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Xuân Quỳnh, không biết bao nhiêu thời gian đó của kiếp người ngắn ngủi có đủ để yêu, để thương hay không? Không phải tự dưng Xuân Quỳnh lại được gọi là người đàn bà, người phụ nữ của muôn thuở,
bởi trong lòng của người phụ nữ này luôn chất chứa những âu lo và trăn trở hết sức đàn bà. Năm tháng rồi sẽ đi qua, chúng ta rồi cũng sẽ già, và tình yêu của chúng ta liệu có phôi pha bởi dòng chảy của thời gian hay không? Một nỗi âu lo thường trực của người phụ nữ về tình yêu, về hạnh phúc của đời mình đã nâng tầm và tỏa rạng tình yêu lớn lao cao cả mà ai cũng thấy rất đỗi gần gũi với chính mình. Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Quỳnh từng trăn trở và lo âu. Nữ sĩ cũng đã từng trăn trở trong rất nhiều những bức thư gửi cho Lưu Quang Vũ, cũng như trong chính những vần thơ của mình. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em vô ý cỏ găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Đời người như khoảnh khắc hữu hạn, ngắn ngủi và mong manh như áng mây trời bay về phía xa, mà có lẽ không biết bay cao và bay xa về đâu. Thử hỏi tình yêu gắn với cuộc đời mong manh ngắn ngủi ấy còn nhỏ bé và hữu hạn đến nhường nào. Thường thì khi lo âu, con người ta vẫn luôn nghĩ tới những điều tiêu cực hay thậm chí là dại dột. Nhưng Xuân Quỳnh thì không. Xuân Quỳnh hướng tới những điều tốt đẹp bằng cách vĩnh cửu hóa tình yêu của mình. Sau những câu thơ chất chứa nỗi âu lo, trăn trở của tác giả về sự mong manh của tình yêu tưởng chừng như tuyệt vọng, lại là những vần thơ tươi sáng mang khát vọng được hy sinh để vĩnh cửu hóa cho tình yêu của mình. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Câu thơ đầu tiên với từ làm sao mang sắc thái cầu khiến để diễn tả nỗi khao khát bất tử hóa tình yêu của tác giả. Nếu như Xuân Diệu chống lại dòng chảy của thời gian vô chung vô thủy bằng sự chiếm lĩnh, ôm, giết, thâu, say, cắn những tinh hoa, những gì đẹp đẽ nhất ở trần đời. Ta muốn ôm cả sự sống bắt đầu mơn mờn. Ta muốn giết mây đưa và gió lượn. Ta muốn say cánh bướm với tình yêu. Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều, và non nước và cây và cỏ rạng, cho chánh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, cho nô nê thanh sắc của thời tươi. Hỡi Xuân Hồng, ta muốn cắn vào ngươi. Thì Xuân Quỳnh đã tìm ra một phương cách đầy nữ tính, đó là hy sinh, là dâng hiến, là hòa nhập tình yêu của mình vào biển lớn tình yêu, để tình yêu đó có thể trường tồn mãi mãi. Xuân Quỳnh ước mình có thể trở thành trăm con sóng nhỏ, đó là khát vọng hóa thân thành trăm nghìn con sóng để tan ra, để ngày đêm và ngàn năm sau đó còn vỗ. Trăm con sóng nhỏ là hình ảnh biểu trưng cho tình yêu cá nhân nồng cháy tha thiết cồn cào, muốn hòa mình vào biển lớn tình yêu để bất tử hóa thứ tình yêu ấy. Hàng ngàn, hàng vạn năm nay, biển vẫn tồn tại. Biển vẫn vô tận như thế, và sóng vẫn cứ mạnh mẽ, lặng lẽ và dịu êm, ồn ào xô vào bờ. Con sóng gắn với đời, còn biển là còn những con sóng. Và còn những con sóng ấy là còn tình yêu. Xuân Quỳnh muốn hóa thân mình vào những con sóng nhỏ, cũng bởi lẽ để có thể hòa mình vào cuộc đời, để sống mãi cho tình yêu trọn vẹn. Đặt vào hoàn cảnh ra đời của bài thơ này, đây cũng chính là mong muốn mang tình yêu cá nhân của mình để hòa nhập vào cùng tình yêu tổ quốc. Khát khao cháy bỏng cao cả trong tình yêu đã được nhà thơ bày tỏ chân thành, táo bạo mà cũng thật đôn hậu, gần gũi. Ngay cả trong cái hữu hạn mỏng manh của đời người, tình yêu đã được vĩnh cửu hóa, tình yêu đã được nâng tầm thành sự hy sinh, hiến dâng, hóa thân, hòa mình hết sức cao cả. Cảm xúc ấy thật đồng điệu với những vần thơ trong bài thơ Thơ Tình Cuối Mùa Thu cũng của Xuân Quỳnh. Tình ta như hàng cây, đã qua mùa gió bão, tình ta như dòng sông, đã yên mùa thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi qua tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Trang sách đã gặp lại mà lời thơ, ý thơ chân thành của Xuân Quỳnh vẫn còn vang vọng mãi. Nó đã để lại những dư âm vô cùng đẹp đẽ thân thương về một nỗi lo âu đàn bà và về những khát vọng hy sinh cao thượng của người con gái trong tình yêu. Đó là sự thống nhất giữa sự dịu dàng đằm thắm, thủy chung, cái truyền thống và những cái rạo rực khao khát mãnh liệt trong tình yêu hiện đại.
Thể thơ ngụ ngôn với tiết tấu nhanh, giàu tính tự sự và tính biểu cảm, kết hợp nhuần nhụy với việc vận dụng một cách tinh tế khéo léo các biện pháp tu từ, đã thể hiện tài năng và khao khát tình yêu mãnh liệt trong lòng tác giả. Tình yêu của nữ thi sĩ cũng giống như hàng ngàn hàng vạn con sóng ngoài biển khơi kia, ngàn năm vẫn còn vỗ mãi vào bờ, vượt lên trên cả sự hữu hạn của kiếp người. Thi phẩm sóng nói chung và đặc biệt là hai khổ thơ cuối trong bài thơ nói riêng chính là những tình cảm chân thành, nhân hậu, cao cả, những trăn trở của một tình yêu vĩnh hằng và khao khát cháy bỏng của Xuân Quỳnh dành cho nửa kia của đời mình. Những phần thơ ấy, những đợt sóng ấy luôn mãi mãi trường tồn như chính thứ tình cảm tuy rất gần gũi thân thương mà lại vô cùng lớn lao và rộng mở dành cho anh. Đến nay, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian có thể xóa nhòa đi biết bao nhiêu những điều tươi đẹp trên thế giới này. Trái tim sinh học của Xuân Quỳnh đã ngừng đập, nhưng những bồi hồi và thổn thức, những trăn trở trong tình yêu cùng với những phần thơ nữ tính của người nghệ sĩ này vẫn còn sống mãi trong lòng của người yêu văn chương. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Các bạn thân mến, đó là một cái bài văn mẫu của một bạn học sinh trong lớp online của chị, được không ạ? Rất hay. Chị đánh giá rằng là đây là một trong những cái bài văn mà chị đọc và chị đã cảm thấy xúc động khi mà bạn ấy tự viết ra được những cái câu văn, những cái lời văn, những cái ý văn hay và mượt mà, và có thể là so với lứa tuổi của các em thì là sâu sắc như vậy, đúng không ạ? Có một số bạn thì kiểu không xem được nữa nên là đã chúc các bạn đang xem gặp ác mộng đây. Kiểu như là sợ là gì ạ? Sợ là các đối thủ của mình sẽ gọi là tước đoạt mất cái kiến thức của mình à? Tại sao trong khi các đối thủ thì đang học mà mình thì lại có thể chủ quan không học nhở? Các bạn ơi, đó chính là bài văn mẫu mà bài văn tham khảo mà ngày hôm nay chị chia sẻ cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. Chị cảm ơn các em vì đã quay trở lại cùng với chị ở trong một chuyên mục nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cũng sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta lưu lại ở trong trí nhớ của mình, đúng không nào? Cảm ơn các em rất nhiều. Và chị hẹn gặp lại các bạn của chị vào một buổi tối nào đó gần nhất các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tất cả những thông tin về khóa học, về tài liệu ôn thi của chị, các em hãy nhắn tin cho fanpage để được giải đáp tốt nhất nhé. Nếu như mà muốn viết được những bài văn hay như vậy thì nhanh chóng đăng ký khóa học luyện viết nghị luận văn học của chị nha. Ở đó thì chị sẽ cầm tay chỉ việc cho các bạn để các bạn có thể học được cách diễn đạt và học được cách viết những bài văn tốt nhất và hay hơn nữa, được không ạ? Cảm ơn các em rất nhiều và chúc các bạn của chị ngủ thật là ngon, có những giấc mơ, có những giấc mơ thật là đẹp các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chị là Minh Hiên. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Bye bye.